chỗ này rất là đẹp luôn nha. Bữa nay trời nắng quá trời. Nắng như vậy chắc màu hình nó không có được. Ở trên là một cái phòng ngủ, có cầu thang đi lên nè. Ở đây là nguyên căn, bên đây là nguyên căn. Nguyên căn thì nhiều người ngủ hơn. Đây, chỗ này là cái phòng của mình đây. Giờ người ta trả phòng quá rồi. Phòng lầu 1, lầu 2 thì nó sẽ lớn hơn. Không chứ lì sang suy mà. Ủa sản phẩm nó cỡ sang lắm. Phải khởi khởi lại chứ. Wow, chim hiên tại thiên không hậu phiêu liêng à. Hôm nay trời rất là tốt luôn á nha. Bầu trời màu xanh. Mới hồi nãy có hai con đại bàng bay đi rồi. Hồ bơi không ai bơi hết. Giờ nó trả phòng. Giờ mình lên trên phòng của mình. Mình leo lên cầu thang đi lên. Lên phòng. Chỗ này quay xuống, quay một vòng. Cái phòng này là phòng của người ta. Đây, mình đi tới phòng của mình. Chỗ này dưới đây là cái phòng khách của mình này. Tại ngủ trên lầu thì phòng khách ở dưới lầu. Cầu thang này để đi lên trên phòng ngủ của mình nè. Qua phía bên đây là phòng của người ta. Chỗ này là miếng cất. Tới tháng 3 bắt đầu họ mới chính thức khai trương. Anh yêu của mình đây.
色天空哎、欸。